Xin chào mọi người và đặc biệt là các anh chị tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Một trong những cái tuổi mà em có thể nói rằng là gặp rất là nhiều khó khăn sóng gió ở trong cái năm Kỷ Hợi 2019. Đáng lẽ thì như mọi năm thì em sẽ đặc biệt chú ý những cái tuổi mà sẽ gặp nhiều khó khăn. Đó là thí dụ như năm nay như là Quý Hợi thứ nhất, Ất Tỵ thứ nhì. Tuy nhiên là do sức khỏe của em ở trong cái những tháng cuối năm của 2018 nó có vấn đề, cho nên là em không có làm được cái tử vi đầu năm cũng như cái vận hạn của 6 tháng đầu năm đối với tuổi của các anh các chị. Và để bù lại thì em sẽ chọn những cái tuổi mà mình không thực hiện được cái video đầu năm mà em làm trước, thì Ất Tỵ của các anh các chị là một trong những số đó. Thì em sẽ làm cái vận hạn 6 tháng cuối năm của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các anh các chị. Một trong những cái tuổi là có cái sao cả nam lẫn nữ đều là những cái sao mà rất là xấu. Đó là nam thì La Hầu, nữ thì Kế Đô. Đây là hai cái hung tinh ha. Nam La Hầu là đứng nhất trong các cái sao của năm xấu cho nam, và Kế Đô là đứng nhất trong các sao xấu cho nữ. Đặc biệt là năm nay lại là năm tam tai năm đầu, Tỵ Hợi lại là lục xung ở về phần địa chi, cũng là năm tam tai. Chữ Ất của các anh các chị khắc chữ Kỷ của năm, cho nên là có thể nhìn thấy rằng là sao thiên can địa chi là đều không tốt đẹp. Vận niên thì là Cẩu cuồng phong, có nhiều cái sự mà khó khăn. Các anh nam thì hạn của năm là tam kheo, chỉ là xây xác tay chân nhưng nhẹ, nhưng các chị nữ là hạn thiên tinh, rối rắm tranh chấp, sẽ có nhiều cái điều mà buồn phiền khó có thể tránh khỏi. Thì trải qua vận hạn 6 tháng đầu năm, có thể nói đây là những ngày cuối tháng năm rồi, thì các chị cũng cảm nhận thấy rằng cái sự khó khăn, cái sự không tốt đẹp của năm nó ảnh hưởng đến mình ra sao. Đặc biệt là cái tháng 4 vừa rồi, tháng 5 này thì chỉ là nặng cái phần sức khỏe thôi. Thì do là chưa làm cái vận hạn của 6 tháng đầu năm, cho nên em làm luôn cả cái tháng 6 âm lịch sắp tới đối với tụi các chị, để các chị khỏi phải đắn đo suy nghĩ. Thì vận vào như thế này thì đó là cái sơ khởi về cái bên ngoài của cái tử vi trọn năm. Thì còn xét về năm á, thì xét về tháng á, thì thấy cái tháng năm là tháng Canh Ngọ, rồi đã nay là những ngày cuối rồi mình không bàn tới, mình sẽ bàn tới được tháng 6. Tháng 6 là tháng Tân Mùi, mà tháng Tân Mùi thì gốc thổ. Như vậy xét về trụ mệnh á, là các anh các chị là Ất Tỵ là mạng phúc đăng hỏa, lửa đèn, thì hỏa sinh thổ là bổn mạng bị sinh xuất, bổn mạng sức khỏe có vẻ yếu đi. Vận thiên can chữ Tân của tháng Tân Mùi nó khắc chữ Ất. Gặp tháng khắc thiên can thì có vẻ là không có nhiều điều tốt đẹp trong công việc làm ăn, cũng như là mọi điều ảnh hưởng đến tài lộc, danh lộc của mình. Nếu như các anh các chị làm ở trong cơ quan hãng xưởng thì đề phòng những cái sự cố bất ngờ xảy ra, đặc biệt là những cái người thân tín của mình có thể bất ngờ, họ không muốn nhưng mà họ tự nhiên họ bất ngờ, họ sẽ gây ra những cái thiệt hại đáng kể cho mình ha. Rồi tiếp đó về phần địa chi, Mùi với Tỵ thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, cho nên gia đạo không có vấn đề. Rõ ràng với cái việc sinh xuất bổn mệnh thì cái phúc tinh và tài tinh vì thế nó cũng bị yếu đi, đặc biệt là những cái phúc tinh mà có thể cứu vãn cái sao hạn xấu và vận niên vận thế xấu của mình, nó cũng yếu đi. Và yếu đi thì chắc chắn là cái sao chủ La Hầu, vận niên Cẩu cuồng phong, nó sẽ gây ra nhiều cái điều phiền toái. Cho nên là các anh các chị nhớ cẩn thận, đặc biệt là cái phần thiên can bị tháng tư khắc, chắc chắn công việc sẽ không có cái nhiều điều tốt đẹp đâu. Rồi tiếp đến đó là tháng 7 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 7 âm lịch thì theo thuyết của Phật giáo thì gọi là tháng cô hồn, tháng cúng xá tội vong nhân. Có nhiều cái điều người ta nói rằng là tháng âm thịnh dương suy, nhưng mà đó là đối với Phật giáo thôi,
Còn đối với cái phong thủy tử vi thì nó không phải là cái tháng nguy hiểm đến như vậy đâu. Tháng 7 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Nhâm Thân, mà tháng Nhâm Thân là kim. Như vậy mệnh là hỏa khắc kim, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe của anh các anh các chị cũng tiếp tục xấu, cần cẩn trọng. Thiên can thì chữ Ất với chữ Nhâm không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên về mặt âm ngũ hành của thiên can á, là Ất là mộc, Nhâm là thủy, cho nên là thủy sinh mộc, cho nên lại gọi là thiên can được tương sinh, nạp âm ngũ hành của thiên can được tương sinh, dễ sinh tài lộc nhưng không quá lớn, cẩn thận giùm em ha. Địa chi thân tỵ, người ta gọi là dần thân tỵ hợi, thân tỵ ở gần nhau trong trong tứ hành xung, thì thường ở các cái cặp mà các cái tứ hành xung khác như là dần ngọ tuất hay là thân tý thìn đó, thì đó là tý ngọ mẹo dậu hoặc là thìn tuất sửu mùi á, thì nó là lục xung. Tuy nhiên á, là cái nhóm tứ hành xung này thân với tỵ lại là lục hợp, cho nên là đừng nghĩ rằng mình vơi vào tháng đó là tháng xung ha, không có đâu. Tháng này là tháng lục hợp nè, cho nên là tốt cho gia đạo và lẫn công việc luôn, ảnh hưởng qua phần công việc. Như vậy với tháng 7 thì vẫn phải chú ý cái phần bổn mạng, còn cái phần gia đạo và công việc thì có thể nói là có chút tín hiệu vui vẻ hơn là tháng 6. Nghe tháng cô hồn, nhưng mà thực sự ra tháng cô hồn có vẻ như không có ảnh hưởng xấu đến với các anh các chị. Rồi tiếp đến đó là tháng 8. Tháng 8 của năm Kỷ Hợi 2019 tức là tháng Quý Dậu. Mà Quý Dậu thì là một tháng kim nữa. Như vậy mệnh hỏa khắc kim, bản mệnh khắc tháng, cho nên là sức khỏe cũng không có được tốt đẹp. Bổn mạng thì bị yếu, cho nên là cần cẩn trọng. Khi mà bổn mạng mình khắc tháng thì hoặc là tháng khắc bổn mạng hoặc là bị sinh xuất thì những cái phúc tinh vì thế nó bị yếu đi, mà bổn mạng của mình bị sinh ra nữa thì nó yếu đi, vì thế nó cũng sẽ tạo ra những cái điều khó khăn cho bổn mạng. Các anh các chị nhớ cẩn thận. Và hai tháng bị bổn mạng khắc tháng thì liên tiếp thì nhớ cẩn thận về phần sức khỏe nhiều hơn. Thiên can chữ Ất với chữ Quý thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Ất thì thuộc mộc, Quý lại là thuộc thủy về nạp âm ngũ hành, cho nên tiếp tục là một tháng được tương sinh bổn mạng thủy sinh mộc, tương sinh về nạp âm ngũ hành là thủy sinh mộc, như vậy là tốt đẹp, có thể sinh tài lộc, ngon lành. Địa chi Dậu tỵ là thuộc nhóm tam hợp tỵ dậu sửu. Đây là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc của các anh các chị. Tháng 8 có bộ hấp dẫn ha, cũng khá giống như tháng 7 với cái bộ mệnh tương khắc. Ở trên đó thì địa chi tháng 7 thì địa chi lục hợp, còn ở dưới thì là tam hợp, còn thiên can thì được nạp âm ngũ hành tương sinh, khá giống nhau. Cho nên là với tháng 7 tháng 8 các anh các chị có thể là có gia đạo bớt xung khắc, không có nhiều cái điều buồn phiền tiếp tục xảy đến với mình. Có nghĩa là bớt thôi chứ không phải là một bước lên mây được, tức là nhẹ nhàng đi ha. Rồi công việc rõ ràng không bị quá tương khắc, có thể là sinh tài lộc nhưng không quá lớn, đừng mong chờ nhiều ha. Rồi tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 tức là tháng Giáp Tuất. Tháng Giáp Tuất thì là thuộc hỏa, như vậy mệnh hỏa đồng hoàng, đồng hành với lại cái mệnh của mình, sức khỏe bổn mạng tốt ha, các phúc tinh vì thế cũng có chút được hưởng lại. Rồi thiên can Giáp Ất thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là Giáp Ất thì cùng hành mộc luôn, cho nên là công việc tiếp tục không có vấn đề gì quá lớn. Địa chi là tỵ với tuất thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, cho nên ok, tiếp tục là một tháng có vẻ êm đẹp đối với các anh các chị dù là sao hạn xấu. Tiếp đến đó là tháng 10
của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 10 năm nay, năm Kỷ Hợi thì là tháng Ất Hợi, tiếp tục là một tháng hỏa, cho nên mệnh cũng giống như tháng 9, đồng hạt, không có vấn đề gì xảy ra. Thiên can thì chữ Ất cũng đồng hành mộc à, cho nên là công việc cũng tiếp tục hanh thông, thậm chí là còn hanh thông hơn tháng 9, không có vấn đề gì. Tuy nhiên địa chi Tỵ và Hợi là lục xung à, mà như em đã nói ha, lục xung là mô tả các sự chống đối, đối chọi nhau, cho nên gia đạo và các mối quan hệ coi chừng có vấn đề. Các anh các chị nhớ cẩn thận, đặc biệt là các anh nha, các chị thì coi chừng cái này là bị bạn xấu lợi dụng mất tiền tài, cho nên là tháng 10 nếu như bạn bè nào mà hỏi mượn tiền thì nói ờ tao không có, cho nó an toàn, nó tao từ đầu năm giờ xấu quá tao không có tiền, cho nó an toàn ha. Đó rồi, tiếp tục là đến tháng 11, là tháng 11 là tháng Bính Tý. Tháng Bính Tý thì thuộc thủy, cho nên nó là bổn mạng thủy khắc hỏa à, bản mệnh bị tháng khắc, bổn mạng gặp không tốt, cẩn thận sức khỏe à, rõ ràng là mình tốt cái này thì không tốt cái kia ha. Tháng Tý này rõ ràng là bổn mạng của mình có vấn đề chút xíu nữa, nhớ cẩn thận ha. Tháng này là tháng lạnh, năm nay có vẻ là sẽ rất lạnh à, nhiều lạnh, dục thổ vượng đi nữa nhưng mà sẽ rất lạnh, cho nên là cẩn thận và sức khỏe vẫn là hơn ha. Mình là rắn sợ lạnh lắm, mệnh hỏa sợ lạnh lắm. Rồi thiên can chữ Ất chữ Bính thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ à, công việc tiếp tục nhẹ nhàng, có thể nó êm đẹp, không có quá nhiều cái khó khăn, chứ không, đây là cái thiên can bên trong của tháng thôi, chứ còn mình nên nhớ rằng thiên can của mình cả năm chữ Ất vẫn khắc chữ Kỷ, cho nên là nó cứ gặp rắc rối, tuy nhiên nó không quá lớn, dù gì mình cũng khắc nó, chứ không phải như mấy người bị nắm chữ Quý ha, Kỷ nó khắc Quý thì công việc mới lâm vào bế tắc và phải tốn nhiều tâm sức hơn. Mình thì nó cũng có rắc rối nhưng mà mình giải quyết được. Ok đó, rồi tiếp tục đến phần địa chi Tỵ Tý thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương khắc nhau, cho nên là gia đạo có thể nói là êm, không có việc gì ha. Đến tháng Tý của hàng năm thì người ta nói Tý Sửu dần Mậu Thìn Tỵ Ngọ Mùi ha, tới tháng Tý là mình thấy là lập qua 12 con giáp khác rồi. Tuy nhiên là mình tới thẳng tháng chạp, tức là tháng 12 âm lịch đó, thì mình mới hết kết thúc năm để xem coi tháng chạp của năm kỳ 2019 nó sẽ ra sao. Tháng chạp tức là tháng 12 âm lịch là tháng Đinh Sửu, tiếp tục là một tháng thủy, cho nên thủy khắc hỏa, bản mệnh cũng tiếp tục là xấu à, bị tháng tư khắc, cho nên là có nhiều cái sự khó khăn, cần phải đề phòng nhiều điều. Thiên can Ất với Đinh thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, xét về mặt tử vi à, cho nên là có thể nói cũng không quá gặp nhiều khó khăn. Dù gì đi nữa thì tháng chạp thì người Việt Nam của chúng ta làm việc thường thường cao lắm là tới, người nào làm lắm là tới 20 âm lịch thôi, còn đa phần là tới 15 là bắt đầu phải lay quay chuẩn bị cho Tết. Tuy nhiên nạp âm ngũ hành của Ất là mộc, Đinh là hỏa, cho nên bị ha, mộc sinh hỏa, cho nên gọi là sinh xuất, dễ tốn tài lộc, dễ tốn tiền ha, dễ gây ra hao tài, cho nên là cần cẩn thận à. Địa chi thì tốt đẹp, địa chi là Sửu à, Tỵ gặp Sửu là thuộc nhóm tam hợp Tỵ Dậu Sửu à, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho các mối quan hệ xã hội quanh mình à, như vậy thì rõ ràng là đây là một cái điều cũng tương đối à, có thể là một năm của mình đầy khó khăn, nhưng vào cuối năm mình vẫn có những cái niềm vui bên gia đình, bên bạn bè, thì nó cũng là một cái niềm an ủi bản thân mình ở trong một năm đầy thất bại này à, có thể nói là 6 tháng cuối năm của người mà Ất Tỵ sinh năm 1965, cả nam lẫn nữ mạng, phần công việc nó có phần gọi là nhiều cái tín hiệu vui hơn 6 tháng đầu năm à, tuy nhiên là phần sức khỏe thì có vẻ như là không được như mong muốn. Ngoài cái tháng 9 đến tháng 10 là hỏa đồng hàng, còn 4 tháng còn lại thì có lẽ là dấu hiệu của
cái sức khỏe của mình không tốt đẹp. Thậm chí là con người nếu như sinh vào những ngày tháng năm xấu còn gặp cái những cái tai nạn không đáng có, nhất là những cái tháng 11 và tháng 12, đặc biệt là tháng 12 với tất niên tiệc tùng ha mọi người, nhất là các anh nhớ phải cẩn thận rằng năm nay bổn mạng mình xấu, năm nay là năm xui tháng hạn, cho nên mình bảo toàn, mình nhịn nhậu một năm, nhịn tiệc một bữa không đến không có chết đâu, nhưng mà lỡ xỉn đi về quẹt cái gì một cái đó mới chết. Cho nên là các anh nhớ cẩn thận, các chị thì đề phòng những cái bệnh trong người ha, ở nửa thân dưới của mình ha, từ bụng trở xuống ha, các chị nhớ phải cẩn thận nếu không muốn gặp nhiều rắc rối. Như vậy thì em đã chia sẻ xong cái tử vi, cái vận hạn của 6 tháng cuối năm Kỷ Hợi 2019 đối với những người Ất Tỵ, nam và nữ mạng. Hy vọng đây là những cái thông tin hữu ích đối với các anh các chị, để các anh các chị có thể làm một cái hành trang nhỏ, một cái ghi chú nhỏ giúp cho mình vượt qua cái năm đầy khó khăn sóng gió này. Các anh các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Ất Tỵ được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ cũng bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video về phong thủy, về tử vi, có thể của người thân hoặc là bạn bè của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.